Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Bạn vừa mới tập chơi cá koi và bạn còn trừu tượng về các loài cá koi Nhật Bản thuần chủng F1, cá koi lai, cá koi Việt là khác nhau như thế nào? Clip hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về thông tin thú vị của loài cá koi cũng như là cách phân biệt được các loài cá koi khác nhau là như thế nào. Ok, hãy cùng tìm hiểu với mình nhé. Đầu tiên, bạn hãy nhìn và so sánh clip mình đang đăng ở dưới đây. Các bạn hãy nhìn xem, bên trái của mình là cá koi Nhật thuần chủng và bên phải của mình là cá koi còn lại, bao gồm cá koi Việt, cá koi lai, cá koi F1 và các loài cá koi lai tạp khác. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy cũng như dễ dàng phân biệt được. Cá koi Nhật có màu sắc thật là đẹp và nhìn rất là bắt mắt cũng như là kích thước rất là lớn, trong khi cá koi Việt thì lại có màu sắc khá là mờ phai nhạt hơn và có kích thước nhỏ hơn cũng như là không bắt mắt bằng cá koi Nhật. Đó là các bạn đã có thể nhìn thấy được một cách trực diện và trực tiếp nhất cũng như là hình ảnh minh chứng rõ ràng nhất cho các bạn có thể phân biệt được hai loài cá koi này. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào từng loài nha các bạn. Đầu tiên, mình sẽ phân biệt cá koi Nhật thuần chủng và tìm hiểu kỹ về loài cá koi Nhật thuần chủng này. Cá koi Nhật thuần chủng là loài cá có xuất xứ từ đất nước Nhật Bản, được sinh sản, lai tạo và nhân giống tại đất nước Nhật Bản từ các trại danh tiếng của Nhật Bản. Các trại này cung cấp cá koi cho toàn thế giới và cung cấp xuất ra thị trường những chú cá koi đẹp nhất, chất lượng nhất cho tất cả những người chơi cá koi trên toàn thế giới. Và cũng chính vì thế mà để có được những chú cá koi này, người chơi chỉ có cách nhập khẩu trực tiếp những chú cá koi này từ Nhật trở về theo đường hàng không, đường thủy, đường bộ hoặc đường gì cũng được. Đã gọi là cá koi thuần chủng thì tất nhiên sẽ có đầy đủ các tính chất đặc điểm của cá Nhật thuần chủng. Về màu sắc, koi Nhật có rất nhiều dòng và rất nhiều biến thể, có màu sắc lạ và rất đẹp mắt, được tuyển chọn từ các trại danh tiếng ở Nhật. Xong, đến thời gian trưởng thành thì sẽ có màu rất đẹp, màu sắc tươi, đậm, rõ nét từng màu. Các mảng màu cũng được phân biệt ra rõ ràng trên những chú cá koi có từ 2 màu trở lên trên thân hình. Ví dụ, màu đỏ thì sẽ là màu đỏ tươi, đỏ như máu, đỏ như màu của trái ớt chín. Màu vàng thì sẽ là màu vàng chanh, vàng tươi, vàng ươm và không lem nhem giữa các màu lại với nhau, màu nào sẽ ra màu đó. Và các lai màu, các len phân biệt các màu trên thân cá cũng được phân biệt rõ ràng, không bị lem nhem, không bị pha các màu lại với nhau. Về body hình dáng, cá Nhật sau khi qua tuyển chọn thì sẽ có thân hình cực kỳ đẹp. Các bạn có thể tưởng tượng như một chiếc tàu ngầm, thân hình lực lưỡng, có gù cao. Kích thước của koi Nhật thì có thể đạt lên đến 1 mét ở kích thước tối đa từ những con Jumbo. Những chú koi Nhật thì sẽ có mắt to, tinh, kèm theo cặp râu lớn là đặc trưng của loài cá koi. Đặc biệt là koi sẽ rất thông minh, có thể nhận dạng được chủ nuôi và rất thân thiện với con người, rất là dạng người. Khi các bạn nuôi koi thì chỉ cần lại gần hồ và phẩy tay thì các em koi sẽ quay quanh như là thú cưng các bạn nuôi trong nhà. Tuy nhiên, để nuôi và chăm sóc koi thì không phải là đơn giản, khá là khó ăn, vì bạn phải đầu tư đúng mức cho hệ thống hồ và công chăm sóc tất tần tật mọi thứ thì các em koi mới có thể sống và phát triển tốt được. Về giá cả, tất nhiên hàng nhập khẩu thì sẽ có giá không thấp. Cá koi sau khi được nhập về từ Nhật Bản và trừ ra tất cả các khoản chi phí thì đã có giá thấp nhất là 200.000 đồng một koi ở thời điểm hiện tại nha các bạn. Sau đó lại giao đến các mối và các đầu mối lại giao cho các cửa hàng, rồi mới đến tay người mua thì giá đã lên đến trên dưới 1 triệu đồng cho một koi có kích thước chỉ từ 10 đến 20cm. Tất nhiên giá có thể dao động tùy theo mức. Riêng về những chú cá koi đã được nuôi lớn và đem ra đấu giá thì có giá từ vài chục triệu cho đến vài chục tỷ đồng trên một chú cá koi. Đó là chuyện bình thường nha các bạn. Vậy còn có F1 nè, có nghĩa là những chú cá koi Nhật thuần chủng được nuôi tại Việt Nam, sau khi lớn lên sẽ đến thời kỳ sinh sản thì sẽ được cho giao phối, nhân giống, lai tạo, hay nói nôm na là ép đẻ tại Việt Nam. Về lý thuyết thì nếu đúng là koi F1 thì cũng có đầy đủ những tính chất của koi Nhật thuần chủng vì bố mẹ chúng đều là koi Nhật Bản. Những trại uy tín và có thương hiệu tại Việt Nam sẽ áp dụng cách này để cho ra đời những chú koi F1 với chất lượng có thể nói là lọt sàn. Tuy nhiên, những chú koi F1 sẽ có phần dễ chịu hơn trong cách nuôi và cách chăm sóc vì từ nhỏ đã được thích nghi với khí hậu tại Việt Nam và về giá cả thì cũng mềm hơn rất là nhiều so với koi Nhật nhập khẩu. Về koi Việt thì có rất là nhiều vấn đề để chia sẻ với các bạn.
Vì mọi sự lai tạo đều có thể xảy ra với coi việc. Câu F1 cũng được gọi là coi việc vì nó được lai tạo ở Việt Nam. Nhưng trường hợp sau khi câu F1 được lớn lên thì lại tiếp tục cho sinh sản ra, tạo tác thế hệ con tiếp theo. Thế hệ này được gọi là F2. Và cứ tiếp tục như thế thì sẽ cho ra dần dần những con F3, F4 v.v. cho đến F thứ N. Có thể sẽ có những trường hợp người lai tạo sẽ cho lai giữa con F1 với cá chép Việt Nam các loại để cho ra coi việc, hoặc họ cũng có thể cho lai cá chép cảnh thường với các loại chép khác, v.v. Rất rất là nhiều vấn đề có thể xảy ra với loại coi tại Việt Nam. Mà nếu đã là coi thì càng lai thì càng mất giá trị, vì cá đã vốn chỉ không còn đẹp và không giữ được những phẩm chất ban đầu vốn có của nó nữa. Một số đặc điểm của coi việt: vì đã bị lai quá nhiều qua nhiều dòng và các thế hệ nên coi việt có thể nói là không còn đẹp như coi thuần chủng nguyên thủy. Sẽ có những chú coi việt màu sắc không rõ ràng, đỏ không ra đỏ, cam không ra cam, màu sắc thì bị pha trộn lại và lem nhem lại với nhau. Màu sắc không còn được tươi và rõ nét như coi nhật. Coi việc sẽ nhát người hơn, lơ là với chủ hơn và có phần kém thông minh hơn. Về đặc điểm sống thì coi việc có phần khó chết nè, lì đòn hơn và mạnh hơn là coi Nhật. Sống dài hơn là coi Nhật Bản rất là nhiều. Về coi việc thì đa phần sẽ được bán theo ký ở những trại lớn và sẽ được bán theo từng con ở những cửa hàng cá cảnh. Tuy nhiên, giá cả thì lại rất mềm và rất là mềm so với coi Nhật. Về coi Trung Quốc thì cá trung là cá có nguồn gốc và xuất xứ từ Trung Quốc với một số đặc điểm tương đối giống với coi Nhật, nhưng so với coi Nhật thì sẽ không trội bằng. Giá cả cũng dễ chịu và mềm hơn là coi Nhật. Còn một vấn đề nữa đó là coi dạt. Coi dạt sẽ có một số trường hợp những chú cá coi có màu sắc hoặc là body không đạt chuẩn sẽ bị dạt và bán ra ngoài thị trường với giá mềm và thấp hơn rất là nhiều so với coi đạt chuẩn. Các bạn có thể mua về để tập chơi trải nghiệm. Những hình ảnh dưới đây thì sẽ là minh chứng cho những chú cá coi Nhật thuần chủng nhưng là coi dạt. Các bạn có thể nhìn thấy là những chú cá coi Nhật này thì màu sắc không bằng, và thực tế là rất là không bằng, rất là rõ ở trong clip các bạn có thể nhìn thấy so với coi Nhật thuần chủng nha. Các bạn thấy thì hai chú cá coi đang bơi, hai chú cá coi Kohaku màu trắng đỏ đang bơi, thì một con á, một em là màu đỏ sẽ rất là đỏ tươi, trong khi một em khác thì lại có màu đỏ không được đỏ và có pha với màu cam, màu hơi nhạt hơn so với màu đỏ. Hoặc một em cá coi khác đúng ra là Kohaku hoặc là Hariwake, nhưng màu vàng không phải là màu vàng, màu cam thì cũng không phải là màu cam, và nó có dấu hiệu là pha lại các màu với nhau. Thì các bạn thấy con này sẽ được gọi là coi dạt, tuy nhiên vẫn là cá coi Nhật thuần chủng nha các bạn. Nếu như cá coi Nhật thuần chủng có hàng dạt thì coi Việt Nam lại càng có hàng dạt nhiều hơn, và những chú cá coi Việt dạt lại có giá càng thấp hơn và được bán theo ký hoặc là bán theo con, nhưng giá cũng rất là thấp. Một số hình ảnh mang tính chất minh họa cho coi Việt dạt ở dưới đây thì các bạn có thể tham khảo qua. Về màu sắc thì các bạn có thể nhìn thấy mình đã vừa chia sẻ ở trên nên mình sẽ không lặp lại nữa, nên các bạn có thể tự comment cho mình ở dưới cũng như là tự nhận xét thêm về loại cá coi Việt dạt này nha các bạn. Tuy nhiên, nếu so sánh một cách trực diện, trực quan thì mình có thể chia sẻ các bạn một số đặc điểm phân biệt dưới đây. Nếu mà nhìn từ trên xuống thì coi Nhật sẽ mập hơn và cái đầu ở vai thì sẽ lớn hơn. Mắt và vảy của cá coi Nhật sẽ lớn hơn là coi Việt, và coi Nhật thì có cặp râu. Cá chép Việt Nam cũng có nhưng sẽ nhỏ hơn. Và nhìn từ vây ngực á, thì hầu hết coi, không chắc chắn là 100% nhưng hầu hết đều rất là dày và đục, ánh sáng không xuyên qua được. Còn cá chép thì trong suốt và nhỏ hơn, vây lưng, đuôi cũng vậy. Những cái xương trong vảy của coi thì cũng rất dễ nhìn từ xa. Ok, clip hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm mà mình chia sẻ nêu trên. Hy vọng các bạn sẽ có thể rõ hơn về thế giới của cá coi và cũng như tìm được cho mình những chú cá coi đẹp với giá lọt sàn, cũng như là tìm cho mình được một hướng đi tốt nhất về việc nuôi cá coi nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu thấy video của mình hay và bổ ích thì xin hãy cho mình một like cũng như là đăng ký kênh của mình để xem được những video mới nhất của mình nha. Cảm ơn, xin chào, chào tạm biệt tất cả các bạn.